Chào tất cả anh em chơi chim. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một hai bài tập ngực cho chim ưng hoặc là đại bàng, con nào cũng vậy thôi. Sau anh em xem ủng hộ kênh mình nha. Chân chim của bạn là chưa ok thì chưa thể nào là như vậy. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn bài tập thứ hai đơn giản hơn và mình sẽ đầu tư mình sẽ tập bài vừa đấy được. Như vừa xong là mình chỉ cho các bạn bài tập thứ hai xin đơn giản hơn, rồi mình sẽ chỉ một hai bài nữa. Chúc anh em tập thành công nha, mong anh em ủng hộ kênh mình nha.